Xin chào anh em nhé. Dưới đây là cái bộ chuyển đổi nguồn điện từ 12V từ ắc quy lên 220V để sử dụng một số nhu cầu cơ bản khi mất điện. Đây là cái con kích 3000W xin chuẩn. Đây em đang test thử với cái quạt. Động cơ chạy rất êm, không bị nóng. Thì vì nó sóng là sóng xin chuẩn nha anh em nhé. Con này em đã test và nó chạy được thoải mái với tủ lạnh và máy giặt nhá. Hầu như là những cái nhu cầu thiết yếu trong gia đình lúc mất điện đều sử dụng được. Công suất của nó 3000W, công suất liên tục của nó thì nó chỉ đạt khoảng tầm 1200 đến 1500 thôi. Đây là đồng hồ đo, nó có đồng hồ đo dung lượng ắc quy này. Hiện tại đây là dung lượng ắc quy đang là 11, điện áp đang là 11,6. Và 220V đang điện ra.